công nhận là anh em mình điên thật đấy. Tự nhiên lại nghe lời cái tên Tom Ford ấy. Mà chả hiểu sao bỏ một đống tiền ra học toàn thứ vớ va vẩn. Tom Ford với Tom Phèo cái gì? Cái bài chém gió về tình yêu mà hắn bảo tôi chắc chắn được giải ấy, tôi đọc cho cô Tâm, thế mà cô lăn ra khóc. Tôi lại còn bảo là bài điếu văn nữa chứ. Thôi thì hơi gì ông, đang hùng hồn hớn hở đọc cho bác bảo vệ nghe. Ai dè bác ấy ngủ gật, xong rồi tỉnh dậy buông thõng một câu. Chán. Tôi cũng là đau nhất đây này. Hát cái bài mà hắn dạy cho người yêu nghe xong, cô ấy tát rồi một phát rồi bỏ đi luôn. Gì, em cũng bị dính trường à? Còn hơn cả trưởng ý. Gia đình yên tân á. Thế là như nào? Sao lại xảy ra chuyện kinh khủng như thế? Thì tối qua sau khi nghe em hát cái bài của anh Tom Ford dậy, bố em ngượng nghịu hỏi em. Sao con biết? Mẹ em nghe thấy thế đùng đùng nổi giận. À thì ra là con hàng xóm đấy. Thì biết ngay mà. Xong đánh nhau luôn. Bố em đi từ hôm qua bây giờ đã về đâu? Trời ơi, sao em lại hát cho bố nghe cái bài đấy? Em tưởng hát thế vui mà. Có khi nào đại ca là người đã đứng sau chuyện này không nhở? Anh nghĩ chắc không phải đâu. Từ trước đến giờ đại ca chỉ dám lừa mình tiền chục tiền trăm thôi mà. 8 triệu cơ mà. Đại ca trông có gian thật nhưng mà không ăn được của anh em 8 triệu đâu. Biết là thế. Nghĩ đi nghĩ lại. Tôi vẫn thấy cái tên Tom Ford có vấn đề không ạ? Công nhận thì có vấn đề. Nhưng mà vấn đề của anh em mình còn to hơn ý. Chẳng biết hắn là ai, ở đâu, làm gì. Tóm lại không liên lạc được thì cũng chẳng làm được cái gì. Mọi người ơi, kia có phải là... Tom Ford! Bắt lại hắn! Đứng lại! Bắt nó! Đứng lại! Đứng lại, không tôi ném đấy! Ôi, tôi thách ông ném đấy! Anh ơi, nó ném anh, anh đánh nó đi con trời! Không phải em ạ, không phải... Nói, anh là ai? Từ đâu đến? Tôi là con bố mẹ tôi. Mấy tôi từ nhà đi thẳng quán cà phê. Cứng à? Ông Văn, cho hắn mềm ra luôn đi. Cứng à? Cứng à? Cứng à? Đau 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 đau. Cái đau à? Đau là tốt. Đau rồi. Đau rồi. Đau rồi. Đau rồi. Đau rồi. Đau quá. Thế bây giờ khai được chưa? Khai đi. Ông là ai? Là ai? Thôi để em khai. Tên em là Huy Me. Huy Me à? Thấy chưa, em bên cạnh đấy chính là Huy Me mà. Anh đưa cho em xin chữ ký, em mộ anh lắm ý. Tường Vy, ký cái con khỉ. Về kia ngồi. Em quên là hắn ta đã lừa ăn trắng của chúng ta 8 triệu à? Nhờ, xin quên. Đúng là cái đồ đàn bà. Nhìn thấy dai là tớn cả lên. Tại sao lại cải trang thành tiến sĩ Tom Ford lừa chúng tôi? Tôi có tên có tuổi. Hay gọi tôi là tên kia. Đã bị chó lại còn cứng à? Vẫn thích cứng à? Tôi giã cho ông mềm luôn thì tóm lại sao ông lừa chúng tôi? Thực ra tôi có muốn lừa mọi người đâu. Tôi làm thế có lý do cả ấy chứ. Lý do gì? Tôi cần để dành rất là nhiều tiền để sang Thái tắm trắng, rồi bơm môi, rồi cắt mí. Thế nào? Sao tôi bình thường chỉ toàn thấy chị em phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ? Sao ông này lại có nhu cầu nhở? Hay là ông định lấy chồng ấy? Ê, lấy ai lấy cũng đừng để hai bọn tôi nhá. Bọn tôi là thẳng đấy. Ôi, đừng xúc phạm giới tính của tôi nữa. Tôi là trai thẳng. Nhưng mà da tôi không được trắng như mọi người, mắt tôi không được to như mọi người. Tôi phải làm đủ thứ này để thoát kiếp FA, hiểu chưa? Thôi đủ rồi. Ông định lấy cái lý do FA ra để xin được xá tội à? Dù gì đi chăng nữa thì cũng không nên lừa đảo mọi người như thế chứ. Ống rồi. Nghĩ mới nhớ. Hình như chính Lão Quyết thuê hắn ta. Ông khai mau, ông với ông Quyết liên quan đến nhau. Chuyện này dài dòng lắm. Đấy là một buổi chiều không nắng, không mưa. Lá cây thì đung đưa nhưng không rụng. Tôi bước đi chậm chậm trên đường. Đến một ngã tư, đèn xanh còn chưa bật, tôi băng qua đường, xe cộ điên đảo. Nhưng mà tôi lại chả làm sao cả. Đương nhiên là ông không làm sao thì mới bị trói ở đây. Vấn đề bọn tôi muốn tìm hiểu là Lão Quyết liên quan gì đến vụ này. Chứ không phải là cái việc là một ngày bình yên của ông. Muốn nghe tôi giải thích ý, thì đừng có cắt lời tôi. Thế lúc đấy sau khi băng qua đường xong,
thì tôi vào trong cái tiệm tạp hóa. Lúc tôi đang chuẩn bị làm thanh toán thì... Alo, chỉ còn một phút nữa, cuộc thi tìm kiếm tài năng của công ty 5S Online bắt đầu. Xin trân trọng mời các thí sinh hãy tập trung về phòng thi. Xin trân trọng cảm ơn. Đến giờ thi rồi, sao bây giờ? Thi thì thôi, ngồi đấy làm gì? Cái gì? Đi thi á? Thi kiểu gì? Bà định lấy cái bài mà ông dở hơi để dạy anh em mình á? À, tôi không phải lão dở hơi, tôi là Huy Me. Này, ông là Huy Me, Huy Lọt Khe thì bọn tôi không quan tâm. Đưa đấy á? Không dùng nó thì biết lấy gì mà thi, tôi làm gì có tài năng gì. Đâm lao thì phải theo lao, đi thi. Ờ, nhưng mà còn tên này như nào? Mặc kệ hắn, đi thi về tính sau, đi. Ở đây chờ nhá. Mọi người bỏ em đây thật à? Này, mọi người nghe tôi giải thích đã. Tôi gặp anh Quyết ở quầy thanh toán mới trở thành tiến sĩ Tom Ford. Anh Quyết mới là chủ mưu, không phải tôi. Thả tôi ra. Mình bị trói quá cày, lũ văn phòng này biến mới gầy, ngồi mà nhức hết tay, nếu bây giờ thoát được thì may. Rồi ơi, sao sao cô lại ở đây? Sao sao cái gì, ông nhìn tôi bị trói đấy à? Rồi ôi, thì nó trói cậu à? Chẳng lẽ tôi tự trói mình? Tôi hỏi cái gì thì trả lời thẳng vào trong tâm cho tôi nhờ. Thì chúng nó biết cậu là tiến sĩ dởm rồi à? Đã bảo rồi, sau buổi tập huấn thì lặn đi cho tôi nhờ. Sao lại để chúng nó bắt được? Anh còn trách tôi là tôi đã làm đúng như anh dặn hơn gì. Tôi còn bỏ cả số điện thoại. Ai ngờ lại gặp người ta quán cà phê. Thế chúng nó biết tôi là chủ mưu chưa? May cho anh là tôi chưa có cơ hội nói nhá. Được rồi, cậu đi đi. À không được, bây giờ cậu về ngay thì chúng nó sẽ nghi ngờ. Cậu đấm vào mặt tôi đi. Để lúc nào chúng nó về, tôi sẽ giải thích tôi đang lơ hơ đi vào phòng thì cậu đã thoát trói từ bao giờ. Tôi nhảy vào ngăn cản không cho cậu thoát. Sau một hồi vật lộn, tranh giành, ẩu đả, cuối cùng tôi đã bị cậu đấm cho sưng mặt. Anh đúng là mưu mô xảo quyệt như con rắn độc. Có khen, có khen. Ok, thế đánh nhá. Đánh nghe. Cậu đánh như đàn bà thế à? Dùng lực xem nào. Muốn mạnh nữa gì? Mạnh vào. Ồ nhá, đánh thật nhá. Đánh thật đi. Ai ơi, sao cậu đấm mạnh như là đàn ông thế à? Đủ mạnh chưa? Đủ mạnh chưa? Được rồi, cậu lướt thì tôi nhờ. Này, ông không đuổi tôi cũng đi nhá. Ôi, đau thế không biết nữa. Yeah, ôi ơi, bài thi của nhóm con F3 được lượt view và like nhiều nhất nhá. Không thể như thế. Không thể là không thể thế nào. Nào, bác đưa tiền cho em đây. Cô ơi, phải cô vừa nói là bài thi của nhóm 5S đứng đầu bảng xếp hạng luôn ạ. Chào, cảm ơn cô. Nhanh lên đưa tiền đây. Nghéo. Đưa đây. Ui dồi ôi, suýt nghỉ rời. Không ngờ mấy cái bài dạy của anh Tôm giờ ơi. À, anh Huy Me lại có phản hồi tốt như thế. Đúng là không thể ngờ được. Bây giờ trên bảng xếp hạng điểm số bình chọn chúng ta là như nhau. Nếu có ai trong số chúng ta mà được giải thì tất cả những người còn lại vẫn phải vui vẻ chúc mừng. Mọi người có nhất trí không? Nhất trí. Mọi người thi tốt chứ? Tốt. Bọn em còn có cơ hội giành giải vô cùng lớn luôn. Chúc mừng ơi. Anh đang bị trói cơ mà. Chúng ta quyết thả anh ra mà. Ông ấy còn bảo anh là phải đấm vào mặt ông ấy để tạo hiện trường giả, lừa mọi người mà. Lão Quyết! Ôi ơi, các em ơi, xin vì tiến sĩ đấm vào mặt sưng hết cả mặt rồi các em. Sao cô lại ở đây? Anh còn hỏi nữa à? Bây giờ là bọn em đánh Quyết đi. Xin chào. Chúng em chào sếp ạ. Chào cậu Huy Me. Cậu là người đã phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho 4S đấy à? Vâng, đúng em đấy ạ. Cậu làm tốt lắm. Bài thi của 4S rất hay, rất hấp dẫn, khiến cho ban tổ chức vô cùng đau đầu để tìm ra giải nhất. Vì không muốn phải uống thuốc đau đầu nên chúng tôi đã quyết định cuộc thi này sẽ không có giải nhất và sẽ có 4 giải nhì là 4 bài thi của các bạn. Mà em hỏi tí hơi thôi nhưng mà thật, mỗi giải nhì được bao tiền thưởng ạ? Mỗi giải được 10 triệu. Ban tổ chức cũng quyết định trao thưởng cho cậu Huy Me 10 triệu vì đã có công bồi dưỡng và phát triển tài năng cho nhóm 4S. Em được thưởng 10 triệu ấy à? Thôi sếp, em có ý kiến ạ. Quyết định thì không có tư cách để lên tiếng.
Thôi, lát nữa cô cậu lên phòng kế toán ký để nhận tiền thưởng nhá. Dạ vâng. Đây, mấy đứa ơi, cởi trói ra, anh cũng muốn ôm. Nghĩ gì? Nghỉ đi. Ôi, chả hiểu rùi nhặng ở đâu nó cứ bông vào bãi. Mật đi nhờ. Lần này chúng ta nhận được giải thưởng công to nhất là nhờ anh Huy mẹ. Từ giờ đã có Huy mẹ, anh em mình phải thân nhau như là khổ với mông luôn. Hết ý để ví là rồi, anh em mình đi ăn mừng ấy nhỉ. Cho anh đi với. Nghỉ đi. Nghỉ. Vâng. Người ta biết lỗi rồi mà. Mấy cái đứa này thù dai thật đấy. Thật không thể tin được là chúng ta lại mất nửa tiền thưởng cho cái lão Huy Me đấy. Nếu không mất ấy thì em định tính như nào? Bài hát thì hắn sáng tác, vlog thì hắn nghĩ ra, hắn lại còn đăng ký bản quyền nữa chứ. Anh em mình hát rồi chém gió bằng vlog của hắn thì đưa hắn nửa tiền cũng đúng thôi. Bây giờ hắn mà kiện ra là anh em đi tù mọt gồng ấy chứ. Chuẩn, một nửa cho hắn mà đòi cả thì chúng ta cũng phải đưa chứ biết làm như nào. Nhưng mà cả bài hát lẫn nội dung vlog đều là hắn tự đưa cho mình cơ mà. Thế ông có giấy chuyển nhượng bản quyền không? Không, có thì đã chả ngồi đây. Ô, sao? Làm sao? Bỉm với Mông là đánh nhau tranh giành quyền lợi rồi à? Anh tưởng là anh Huy Me là nhất. We love you. Yêu anh ấy cho lắm vào. Tất cả là tại anh ấy. Chính anh là người gọi ông tiến sĩ dở hơi đến về đây. Chính xác. Anh em, sao đây?